Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Lâu mình không có lại. Hôm nay mình lại chia sẻ về cái cuộc sống ở Mỹ, về vấn đề mà thực phẩm ăn uống, để chúng ta tìm hiểu về cái vân bằng cuộc sống của mình. Các bạn thấy đây là một bữa ăn gọi là ăn đơn giản mà giản dị đó nha, là 10 đô 61 xu, tiền thế là 62 xu. Đây là tôi nói các bạn, chỉ là một buổi ăn gọi là đơn giản đó, ăn cái chỗ một cái chợ mà nó bán đồ ăn gà chiên, rồi mình vô mình mua gà ở Việt Nam gọi gà rán với ổ bánh mì. Các bạn thấy đời sống ở Mỹ nó cao, vật chất rồi mọi thứ nó rất là cao, các bạn nghĩ đi. Còn nếu mà đi vào những cái đi vào ăn mà nhà hàng Việt Nam á, tôi nói cho bạn bây giờ một tô phở đi bước vô bước ra cái là 20 đô rồi. Các bạn thấy đó, bây giờ nó lạm phát mà cái cuộc sống cái gì nó cũng tăng cao dữ lắm. Không biết gói ghém cần kiệm cũng thua đó, chứ không phải giỡn đâu. Một buổi ăn như vậy thì các bạn nghĩ, tôi nói là ăn bình dân đó, ăn theo kiểu bình dân, đụng đói bụng thì đụng đâu mình ăn đó vậy thôi. Một buổi. Còn nếu mà đi vào những cái nơi mà ăn uống sang trọng thì tôi nói các bạn thấy bước vào bô bước ra cái là vài trăm đô với bình thường. Bởi vì có nhiều người Việt ở trong nước họ chỉ nhìn cái bề mặt nổi của những người mà chống cộng ở hải ngoại, nó lên mạng nó tuyên truyền là ở Mỹ làm kiếm tháng 5-3 ngàn, 5-6 ngàn, 90 ngàn đồ, ghê gớm lắm. Mà anh chị các bạn thấy đi, chi phí rồi lạm phát bây giờ nó tăng rất là cao. Cuộc sống nào là bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, rồi tiền xăng, tiền cộ, chợ búa, rồi đủ thứ chi phí hết. Các bạn thấy nói ra là tiền không, bây giờ mà bước vô chợ đi ra cái là 200-300 đô, chứ đâu phải như ngày xưa. Các bạn thấy cuộc sống ở Mỹ nó cao, cho nên con người ta nó tất tần tật dữ lắm. Nhìn cái bề ngoài thì thấy nhà xe cộ cái gì nó cũng hào nhoáng. Cho nên chính vì vậy mà những cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó đánh vào tâm lý những cái mà yếu điểm của những người dân ở trong nước, những người mà lao động phổ thông đó. Các bạn thấy họ nhìn những cái đồng tiền mà quá lớn trên lệch như vậy đó, bắt đầu họ gây ra những cái sự gọi là bức xúc, nó mất thăng bằng trong cái xã hội. Và bên cạnh đó truyền thông Việt Nam của mình có cái dở là gì, mà khi mà có những cái sự kiện gì mà về Mỹ hay là mà những cái sự kiện về những cái quốc gia mà tư bản mà tới Việt Nam gì đó là họ gầm gỗ lên, họ đưa tin, họ đưa thông tin lên, ôi Mỹ thế này thế nọ, mà xứ tư bản cuộc sống cái gì nó cũng thế kia, họ quay những cái sự hào nhoáng bên ngoài chứ anh chị các bạn. Cho nên nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều vào, tác động vào cái cuộc sống của những người dân. Có nhiều người họ nói thà là họ qua Mỹ họ làm con chó, các bạn thấy kinh khủng không? Có nhiều người họ nghĩ rằng họ sẵn sàng hy sinh đời họ để rằng họ qua Mỹ, họ hy sinh đời họ để rằng họ củng cố đời con. Tiền ơi, đâu phải đơn giản đâu anh chị các bạn. Nào là văn hóa, ngôn ngữ, cuộc sống bất đồng, tại vì họ chỉ nhìn cái mặt nổi thôi, họ chỉ nhìn cái những cái truyền thông, rồi những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại nó cho người dân trong nước ăn bánh bẻ, nó quảng cáo về những cái cuộc sống xa hoa với những cái đồng tiền nó kiếm được và những cái vật chất nó xa hoa, làm cho mờ mắt đi những người mà họ phải lao động ở trong nước, họ đi kiếm tiền. Các bạn thấy ở trong nước bây giờ tôi nói ăn một dĩa cơm bình dân có 25-30 ngàn một buổi cơm, mà trong khi đó cái người lao động phổ thông ở Việt Nam hiện nay tôi thấy
họ đi làm một ngày 300.000, 400.000 là chuyện bình thường. Những người mà họ có tay nghề như thợ hồ rồi 400-500.000, các bạn thấy những người mà họ cần cù mà họ chịu khó, rồi những người nào làm nông gì nữa, họ làm theo vụ, họ làm theo vụ thì khi mà họ canh tác nông nghiệp thì họ bỏ đó bắt đầu họ đi làm những công việc khác, họ kiếm thêm lợi nhuận. Cuộc sống mưu sinh ở Việt Nam thì nó thấp, cho nên đời sống nó vật giá nó thấp. Còn ở Mỹ các bạn thấy cái gì nó cũng cao, tốn kém kinh lắm. Trong cái thời kỳ loạn lạc bây giờ, các bạn thấy ở bên nước Mỹ này về vấn đề an ninh trong cái xã hội nó cũng bất ổn kinh khủng. Bây giờ nó muốn ăn cướp là ăn cướp, nhiều khi nó vô chợ nó ăn cướp ăn giật, bảo vệ cũng đứng đó nhìn không dám làm gì được, tại vì cái hệ thống pháp luật của nó cho phép người ta làm như vậy. Các bạn thấy đó, nó rất là kinh khủng. Bởi vì mấy cái tay mà dân chủ cụ cũng vậy, ở trong nước thì chống đủ kiểu đủ cách, nhưng mà khi qua đến được nước Mỹ rồi thôi, thằng nào nấy âm đầu máu. Nó nói đúng hơn còn thua con chó. Tôi nói thật á, những người mà họ sống ảo tưởng á, có một cái thanh niên này tôi quên tên, là cứ thề mỗi lần mà tôi live stream hay là tôi chia sẻ bài là anh ta vào anh ta bình luận. Anh ta mê Mỹ lắm. Ở Việt Nam thì đi lái xe, đi làm tài xế lái xe tải. Ôi ơi, mỗi lần mà tôi mà nói xấu nước Mỹ của ảnh, ảnh ở trong nước đó nha, là ảnh khó chịu lắm, rất là bực mình, là bảo tôi là cứ gọi là bỏ quốc tịch Mỹ đi, về Việt Nam ở đi, mới tin những gì tôi nói. Ghê lắm, kinh. Bởi vì con người ta, cái những người thành phần mà họ sống ở núi này trong núi nọ, những cái người mà họ có tư duy nô lệ, họ đi đến đâu họ cũng nô lệ anh chị các bạn. Qua Mỹ cũng bị làm đầu tắt mặt tối, phục vụ cho dân bản xứ chứ có hơn gì ai đâu. Những người mà trí thức, người ta sống rất là đàng hoàng và tử tế, và họ, bởi vì họ có ăn học, họ hiểu biết, và họ xem tin tức hàng ngày, họ hiểu. Bởi vì ở trong nước mình nhiều khi truyền thông, cái hệ thống truyền thông Việt Nam nó cũng rất là dở, nó chỉ biết ca ngợi ca tụng cái nước Mỹ, nhưng mà nó không bao giờ mà nó chia sẻ về cái mặt trái nước Mỹ. Cho nên cũng đó là một cái lý do làm cho những cái người dân trong nước mà ở tầng lớp lao động phổ thông á, họ cuồng Mỹ, họ quay qua họ mê rồi, và nhiều khi nói họ quay ngược lại, họ chống phá Việt Nam, họ chống phá cái chính quyền, bởi vì nó không có cân bằng trong cuộc sống á. Họ chỉ nhìn cái bề mặt nổi thôi, cộng thêm đó những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại, nó lên mạng nó tuyên truyền, nó làm lương thế này thế nọ, nhà cửa ao cửa rộng, nhưng mà nào nấy nợ nần chồng chất. Làm thì cài đầu tắt mặt tối. Dân bản xứ thì nó chỉ làm gọi là phục vụ cho nó thôi, mà hãy lúc nào nói về Việt Nam á, chàng ơi, bắt đầu là chê bai đủ kiểu đủ cách. Là cái cuộc sống thật sự của họ ở cái đất nước sở tại họ không dám nói nè các bạn, mà hãy mình nói á, là họ quay qua họ chửi với cái người Việt của mình á. Thôi thì mình dừng lại đây, mình chia sẻ để anh chị các bạn thấy cái cuộc sống mà mưu sinh ở đất Mỹ này. Làm ăn điện không biết cần kiệm thì tiền đâu, nhiều khi nó còn là thiếu thục nữa chứ đừng có nói mà đủ. Thôi mình tạm dừng lại đây nha, xin chào quý ông bà anh chị các bạn, bye 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 bye.